trong Tràng An. Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng không quan trọng hóa, bạn không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, 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 yêu như bát bún, diều, 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 bao nhiêu sai, bấy nhiêu sai, tình, 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 tình. Anh ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh xe?